Tại trường tiểu học Trường Xuân B, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai vừa tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại đây, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và huyện đã trao 50 phần quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường tiểu học Trường Xuân A và Trường Xuân B, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ. Được biết, thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động được 10 chiếc xe đạp 400 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.